xin chào tất cả các bạn. Nhân vật chính trong clip lần này sẽ là linh hồn cho bước chuyển giao của thương hiệu phở Thìn 13 Lò Đúc Hà Nội, cửa hàng phở Thìn, cà phê Thìn, cơ sở thành phố Hải Dương. Vậy thì cái cơ sở này thì có cái điều gì khác biệt so với tất cả các cơ sở khác? Bây giờ tôi xin được mời anh cameraman cùng tất cả các bạn sẽ theo chân tôi để cùng có những cái trải nghiệm và khám phá về những cái điều thú vị và đặc biệt của cơ sở này. Xin mời. Đây là cửa hàng được triển khai trên diện tích là 1.400 m² với mô hình triển khai song hành phở Thìn, cà phê Thìn theo cái quy mô chuẩn hóa kiểu mẫu của thương hiệu. Với phong cách thiết kế tân cổ điển rõ nét cùng không gian mang tính truyền bá văn hóa, chúng tôi mong muốn gửi gắm sự kết nối của tính xưa và nay hiện thân cho sự chuyển giao của thương hiệu. Tiếp theo tôi sẽ dẫn các bạn đến không gian bếp của cửa hàng. Thì khác với cả các cơ sở khác thì hiện đây là bếp đào tạo trung tâm của thương hiệu. Mỗi khi mà có dự định khai trương một cơ sở mới thì tất cả các đầu bếp cơ sở sẽ được quy tụ về đây để trải qua quá trình đào tạo khắt khe nhằm đảm bảo duy trì và giữ vững cái chất lượng của bát phở Thìn đạt tiêu chuẩn thương hiệu. Giờ tôi sẽ mời các bạn cùng theo chân tôi để có những cái trải nghiệm chi tiết và thú vị hơn về không gian bếp này nhé. Do đây là bếp đào tạo trung tâm nên không gian bếp đã được nới rộng đáng kể so với không gian bếp của các cửa hàng cơ sở khác. Bên cạnh đó, toàn bộ thiết bị và công dụng cụ đều ở tiêu chuẩn quy định của thương hiệu. Tất cả vì mục đích là sự đào tạo và huấn luyện tốt nhất cho các đầu bếp nhằm chuẩn bị cho sự kiện khai trương tại cơ sở của mình. Điều đặc biệt nhất trong cái sự khai sinh và chuyển giao của thương hiệu phở Thìn 13 Lò Đúc Hà Nội chính là cái sự xuất hiện của thương hiệu cà phê Thìn. Thì với phở Thìn song hành cùng cà phê Thìn thì đây sẽ là một cái trải nghiệm trọn vẹn nhất cho tất cả quý khách hàng mỗi buổi sớm thường nhật. Với không gian thoáng mát cùng mặt hồ liễu rủ bóng mát, không gian cà phê tại đây chắc chắn sẽ mang lại những phút giây thư giãn và vô cùng dễ chịu đối với tất cả quý khách hàng. Ăn một bát phở Thìn đặc trưng, uống một ly cà phê Thìn thơm đượm sẽ là trải nghiệm thú vị mang chiều sâu văn hóa và nhiều ý nghĩa đối với mỗi thực khách. Qua đây thì chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn đa chiều hơn về cửa hàng cơ sở thành phố Hải Dương này. Với chúng tôi thì đây không chỉ đơn thuần là cơ sở kinh doanh mà đây như là một cái linh hồn sống hiện thân của thương hiệu và của cái bước chuyển giao lịch sử thương hiệu phở Thìn 13 Lò Đúc Hà Nội. Những cảm xúc nghẹn ngào của các thành viên, một bước sang trang cho hành trình 42 năm lịch sử, một trang sách mới với nhiều hoài bão và ước mơ. Trong một cái nỗ lực cuối cuộc đời làm sao mà mở rộng trong nước, 63 tỉnh thành đều có điểm dừng phở Thìn 13 Lò Đúc hầu phục vụ bà con cô bác được thuận tiện. Hơn nữa, cả những cái chi nhánh ở nước ngoài tôi cũng sẽ cố gắng, nếu hoàn cảnh và điều kiện cho phép, là tôi cố gắng nỗ lực tối đa, nhất là bà con ở nước ngoài xa xứ. Một lần nữa tôi không biết nói gì hơn, thật là cảm tạ bà con trong nước cũng như bà con Việt kiều ở nước ngoài. Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi mong rằng phở Thìn, cà phê Thìn, cơ sở thành phố Hải Dương
sẽ là điểm dừng chân quen thuộc của tất cả người dân xứ Ba Tư nói riêng và là điểm dừng chân văn hóa của tất cả thực khách muôn phương. Đây cũng là cái động lực rất lớn để chúng tôi, phía công ty và thương hiệu tiếp tục sải bước trong cái hành trình lớn của mình, một cái hành trình văn hóa dân tộc đến với 63 tỉnh thành và đến với đấu trường ẩm thực quốc tế. Xin chân thành cảm ơn.